nhắc đến bánh dân gian thì có lẽ là kể mãi cũng không hết tên các loại bánh. Nhưng mà đối với các em nhỏ đã lớn lên tại vùng đất Nam Bộ mình thì có lẽ tất cả đều yêu quý các loại bánh dân gian Nam Bộ. Nhất là khi các loại bánh này được lồng ghép vào sinh hoạt hàng ngày và giải trí nữa. Hồi nhỏ thì Phương Thảo thích nhất là loại bánh nào? Phải thú thật điều là hồi nhỏ thì Thảo hơi ham ăn một tí, cho nên là bánh nào cũng thích, từ bánh tét, bánh đúc, bánh ít cho đến bánh lọt. Thảo còn nhớ là khi lúc nhỏ, khi mẹ đi chợ về thì cứ hay lon ton chạy đến cái giỏ, nhanh nhanh dở ra xem hôm nay mẹ mua bánh gì cho mình ăn. Rất là dễ thương. Và ngay bây giờ, những hình ảnh đáng yêu ấy được tái hiện qua ca khúc Em yêu chiếc bánh ngon với phần trình diễn của các diễn viên thiếu nhi đến từ nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều.